Tử vi tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, từ giờ đến cuối tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tuổi Quý Hợi 1983 âm lịch thấy rằng, từ giờ đến cuối tháng 6 âm lịch người tuổi Quý Hợi đón nhiều tin tức tích cực khi vận trình bừng sáng, may mắn theo sát bước chân người tuổi này. Từ giờ đến cuối tháng 6 âm lịch, dù làm việc lớn hay nhỏ đều có được thành công bước đầu, mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Tổng quan tử vi tuổi quý hợi 1983 từ giờ đến cuối tháng 6 âm lịch công việc của quý hợi đang tiến triển rất tốt, quý nhân tam hợp nâng đỡ hứa hẹn bản mệnh có thể đạt được những thành tựu vẽ vang như kỳ vọng. Tuy nhiên, cũng vì có lợi thế hơn người nên đôi lúc suy nghĩ và hành động của bạn có phần thái quá, khó tiết chế cảm xúc. Đây cũng là rào cản duy nhất ngăn bạn tiến đến với thành công lớn hơn. Người tuổi này nên hành sự thận trọng khiêm tốn tránh rước họa vào thân. Theo đó, thu nhập cũng tăng lên đáng kể, chất lượng cuộc sống được đảm bảo hơn trước. Từ giờ đến cuối tháng 6 âm lịch cũng mở ra nhiều nguồn thu bất ngờ cho quý hợi, kinh doanh có lãi, đầu tư sinh lời. Ngoài ra bạn cũng mở rộng được mối quan hệ với khách hàng đáng tin cậy, có thực lực kinh tế, chuyện hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ. Chuyện tình cảm của quý hợi từ giờ đến cuối tháng 6 âm lịch cũng đang được đào hoa chiếu mệnh. Nhân duyên khác giới của người độc thân khá vượng, đi đâu cũng được mọi người chào đón. Đặc biệt, các cặp vợ chồng có thể đón tin vui bầu bí, gia đình đón thêm thành viên mới sẽ càng thêm gắn kết và ngập tràn nụ cười. Phương diện sức khỏe của bản mệnh nhìn chung bình ổn, ít ốm đau bệnh tật. Dù vậy, bản mệnh vẫn nên chú ý khi di chuyển hay khi làm việc nặng để tránh những rủi ro không đáng có. Xét về địa chi, hợi gặp mão lâm cục diện tam hợp, có quý nhân trợ giúp nên sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến vững vàng từ giờ đến cuối tháng 6 âm lịch. Có thể bạn không vươn tới một vị trí lớn lao nào nhưng được nhiều người tin tưởng. Tài lộc nhìn chung phát triển ổn định, bạn kiếm được tiền lương, tiền thưởng cũng như lời lãi từ công việc chính của mình. Do đó, hãy tập trung vào nhiệm vụ để không bỏ lỡ cơ hội đáng quý có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đồng thời, thời điểm này quý nhân có thể xuất hiện để dẫn đường chỉ lối bạn hãy lắng nghe những quan điểm, kinh nghiệm của đối phương để có thể rút rút ra những kinh nghiệm đáng quý cho mình. Xét về thiên can, quý âm thủy gặp tân âm kim là thiên ấn, thiên ấn tác động. Nên vận trình của quý hợi từ giờ đến cuối tháng 6 âm lịch có phần tăng tiến, sự nghiệp cũng dần chuyển biến theo hướng tích cực, gặp nhiều may mắn. Có khá nhiều cơ hội để bản mệnh khẳng định mình, tự thay đổi số phận và đạt được mục tiêu của mình nhanh hơn, hiệu quả hơn. Điểm đặc biệt trong thời gian này của bản mệnh đó là sự chủ động sẽ quyết định thành công. Chủ động nắm bắt cơ hội, chủ động thể hiện mình, chủ động tìm kiếm thời cơ, chủ động kết nối các mối quan hệ, đó là những việc bạn nên làm để thành công. Thiên tài, từ giờ đến cuối tháng 6 âm lịch thiên tài, dự báo điều kiện tốt cho tiền bạc sinh sôi, nảy nở. Thế nên bản mệnh đang có kế hoạch gì muốn thực hiện thì nên bắt tay hành động càng sớm càng tốt. Từ giờ đến cuối tháng 6 âm lịch cũng khá lý tưởng về mặt tài chính. Đầu tư dễ dàng thu được lợi nhuận, sẽ là tháng có lợi, cho khía cạnh tiền bạc cho những ai kiên nhẫn đi tìm kiếm cơ hội, không ngừng sai và sửa, rút kinh nghiệm suốt trong những tháng vừa qua. Thực thần, quý hợi từ giờ đến cuối tháng 6 âm lịch được thực thần che chở và giúp đỡ, tạo điều kiện cho tìm thấy cơ hội kiếm tiền hiếm có mà không phải ai, cũng có may mắn ấy. Thời điểm này, nếu có tiền bạc dư dôi, thì nên tập trung đầu tư vào các dự án lớn sẽ có lợi hơn. Tất nhiên trước khi làm bất cứ việc gì đều cần phải tìm hiểu thông tin cẩn thận, dù sao thì cẩn tắc vô áy náy, đừng thấy mình may mắn quá mà chủ quan. Người này nên dành thời gian để tìm hiểu thị trường và tích lũy thêm kiến thức cho mình. Chuyện kiếm tiền không chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn, nếu bạn nghĩ thế thì đã sai lầm ngay từ bước đầu. Thất sát tác động, người tuổi này nên đề phòng bởi có dấu hiệu tiểu nhân đeo bám rõ ràng bản mệnh cần hành sự thận trọng và cố gắng kiểm soát cảm xúc để mọi chuyện không chuyển biến tiêu cực tạo cái cớ cho tiểu nhân nắm thóp dở trò quấy phá thiếu âm được thiếu âm chiếu mệnh nên bản mệnh ít phải lo lắng hay căng thẳng nhiều cuộc sống ít áp lực hơn từ công việc hay chuyện tiền bạc từ giờ đến cuối tháng sau âm lịch cũng có thời điểm ốm vặt nhưng hầu như không có bệnh nặng có bệnh cũng gặp thầy gặp thuốc nhanh khỏi Tử vi tuổi quý hợi 1983 năm mạng. Từ giờ đến cuối tháng 6 âm lịch. Năm 2024, nam quý hợi gặp sao Vân Hớn và hạng Thiên La. Vân Hán là trung tinh, năm có sao này chiếu thì công việc làm ăn, tài lộc ở mức trung bình, chưa đạt độ rực rỡ. Ngoài ra, bản mệnh còn dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sao này bất lợi nhất là vào các tháng 2, tám âm lịch nên để phòng gặp chuyện quan sự trong nhà không yên hạng thiên la ví như cái bẫy người gặp hạng này luôn có cảm giác bị phá phách không yên đau ốm không khỏi hao tốn tiền bạc tật bệnh đều do quỷ ma quấy phá thành tâm hướng thiện và khấn bái sẽ nhanh khỏi có một số sách khác ghi chép thêm khi gặp hạng thiên la này vợ chồng thường mâu thuẫn bất hòa cãi vã gia đạo lục đục trắc trở thường xảy ra cãi vã ghen tuông lời qua tiếng lại. Lưu niên mộc dục, từ giờ đến cuối tháng 6 âm lịch mộc dục, mang tới những mối quan hệ hợp tác hài hòa, xã giao hữu hảo. Bình thường nhân duyên của nam mạng quý hợi đã tốt, rất hay giúp đỡ người khác, nay có thêm may mắn đồng hành nên được người giúp lại, đó là điều xứng đáng. Nhờ đó nam mạng đi đâu, làm gì cũng gặp người tốt và nhận được sự trợ giúp nhiệt tình, mang tới sự hậu thuẫn vô cùng lớn. Người tuổi này có nhiều sự tiến triển vượt bậc, Gặt hái nhiều thành tựu vẻ vang. Nhìn chung, từ giờ đến cuối tháng 6 âm lịch bản mệnh, dù làm việc lớn hay nhỏ đều có được thành công bước đầu, mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, cũng vì có lợi thế hơn người, nên đôi lúc suy nghĩ và hành động của bạn có phần thái quá, khó tiết chế cảm xúc. Đây cũng là rào cản duy nhất ngăn bạn tiến đến với thành công lớn hơn. Thực tế may mắn chỉ đóng góp một phần nhỏ, còn yếu tố thành bại vẫn nằm ở chính bạn nam mạng nên hành sự thận trọng, khiêm tốn, chớ tỏ thái độ ngạo mạn hay coi thường người khác một cách quá lộ liễu, kẻo sẽ rước họa vào thân. Theo công việc tiến triển thuận lợi, tài lộc của người tuổi này cũng có nhiều điểm sáng. Thu nhập ngày càng tăng, tài vận hanh thông, cơ hội làm ăn, hợp tác, đầu tư lớn càng nhiều. Cũng nhờ vậy, cuộc sống của bạn được đảm bảo hơn trước. Tam hợp và thực thần báo hiệu, từ giờ đến cuối tháng 6 âm lịch mở ra khá nhiều nguồn thu bất ngờ cho Nam Mạng, càng mạnh dạng kinh doanh đầu tư càng dễ sinh lời sinh lãi. Tất nhiên kèm theo đó là cạnh tranh khá lớn, song bản mệnh làm tới đâu chắc tới đó, bỏ túi không ít tiền của. Các khí khởi vượng còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn. Tuổi quý, hợi Nam Mạng nhờ vậy cũng có thể tìm được những mối khách hàng, đối tác đáng tin cậy. Bạn có những mối đầu tư đem lại lợi nhuận lớn nắm giữ vị thế không nhỏ trên thị trường. Tấu thư chiếu mệnh nên nam mạng quý hợi từ giờ, đến cuối tháng 6 âm lịch có khả năng quan sát tinh tế, nhanh hòa nhập trong tập thể, đồng thời lấy được lòng tin của người khác. Trong những công việc được giao hàng ngày, họ luôn có cách để hoàn thành nhanh chóng mà không tốn mất quá nhiều công sức. Sự thông minh, khôn khéo này mang lại cho họ rất nhiều tác dụng lớn lao trong sự nghiệp, khiến họ đạt được sự thành công hơn nhiều người khác. Tử vi tuổi Quý hợi 1983 nữ mạng. Từ giờ đến cuối tháng 6 âm lịch, năm 2024, nữ mạng gặp sao La Hầu và Hạng Diêm Vương. Sao La Hầu là hung tinh, kỵ nhất với nam mạng, với nữ mạng quý hợi thì nhẹ nhàng hơn. Năm có La Hầu chiếu thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Hạng Diêm Vương, gặp hạng này cần thận trọng chuyện làm ăn kẻo vướng vào kiện tụng pháp luật, cãi vã, tranh chấp, giúp người làm ơn mắc oán. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Nữ mạng bất lợi về chuyện sinh nở. Ngoài ra, trong năm có thể có tin buồn tan chế từ xa đưa tới. Lưu niên dưỡng, phương diện công danh sự nghiệp của nữ mạng quý hợi được dự báo là có nhiều điều hanh thông và thuận lợi hơn hẳn tất cả đều nhờ dưỡng mang tới tư duy logic của bản mệnh ngày càng nhạy bén làm việc có kế hoạch cụ thể không còn tình trạng công việc dồn đóng trái lại xử lý việc nào ra việc ấy người tuổi này thể hiện được khả năng sắp xếp và quản lý công việc tài tình của mình cũng nhờ có tính tình lạc quan vui vẻ mà bạn dễ dàng tìm được cảm hứng trong công việc và sẵn sàng đối diện với mọi thử thách đặt ra ở thời điểm này tinh thần làm việc hàng say và có trách nhiệm giúp bạn dễ dàng giành được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Nhờ vậy, bạn có thể được cất nhắc lên một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Phương diện tài lộc của nữ mạng quý hợi có những điểm sáng đáng kể trong thời điểm này. Nguồn tiền đổ về túi ào ào khiến bạn có thể thoải mái chi tiêu hơn, không còn rơi vào cảnh thắt lưng buộc bụng như khoảng thời gian trước đó nữa. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên nhiều khả năng sẽ được nhận thêm các khoản hoa hồng, thưởng nóng, thậm chí một vài người chạm tay vào cơ hội thăng quan, tiến chức thì tiền lương cũng tăng tiến là việc hiển nhiên. Bạn không chỉ cải thiện cuộc sống từ giờ đến cuối tháng 6 âm lịch mà còn là trong khoảng thời gian từ nay về sau, người làm ăn kinh doanh biết chớp lấy cơ hội làm ăn phù hợp với khả năng của mình, nên khách hàng, đối tác luôn đổ tới dồn dập. Có thể thấy rằng dù hơi vất vả một chút song bạn sẽ rất hài lòng với những gì mình đã làm được hỷ thần nhân duyên của nữ mạng quý hợi khởi vượng vận đào hoa tăng tiến nhanh chóng nhờ tam hợp và hỷ thần nhập mệnh nhân duyên khác giới của người độc thân khá vượng đi đâu cũng được mọi người chào đón tuy nhiên đào hoa vượng chỉ có lợi cho người độc thân còn với những ai đã có đôi có cặp cần hết sức cẩn trọng kiểm soát cảm xúc của mình để tránh gây rắc rối trong mọi hành động lời nói của bạn đều phải có chừng có mực tránh gây hiểu nhầm hoặc hành sự theo cảm tính để rồi phải hối hận về sau các cặp vợ chồng ít mâu thuẫn con cái ngoan ngoãn học hành giỏi giang cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video này nếu trong quá trình biên soạn nội dung có bất kỳ điều nào sai sót hoặc chưa đầy đủ ban biên tập chương trình kính mong nhận được sự góp ý của quý anh chị và các bạn để chúng tôi có thể khắc phục các thiếu sót này và xây dựng thêm nhiều nội dung hay về tử vi số mệnh. Quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin mới nhé. Kính chúc anh chị và các bạn thật nhiều may mắn, vạn sự như ý.